Và bây giờ xin mời tập thể của các đồng cùng ạ. Chưa lãnh lương hả chị? Ờ, cho nên chị kêu hai con người lãnh lương. Dạ. Rồi xin mời tập thể bắt giờ số tiếp. Còn 4 quạt quà nữa nha. Xuống gì đây, xuống gì đây, xuống gì đây, con xuống gì đây, xuống gì đây, con xuống gì đây, xuống gì đây, con xuống gì đây, con xuống gì đây, 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 xuống gì đây, em sẽ gửi cho chị hai cái muối nè, mỗi lần nghe trễ kinh hả, nó nghe nè, tháng tư đó nha bà, đừng làm bộ nha, để trễ kinh hả, trễ bà này nó trễ cái bầu kìa, kêu rồi thì nó kinh chưa á, nó nghe nè chị, đâu chị làm lại, chị quay cho quý khách mình đây giờ coi, quay xuống xuống à, làm lại hành động nãy coi, đang khóc cái cự gì má. Bà làm lại, bà làm lại coi. Cái mặt bà đang buồn hay cười? Bà nói là buồn cười, ừ. Đó là không biết ha. Đây là ví dụ cái chuyện buồn cười đó. Thôi là đừng giải thích cho tiệm. Ok, ok ha. Biết rồi, cái gì bị trễ kinh rồi. Đó, ừ, chị, ừ. Đó, 14, 21, 48, 60. Đúng rồi đó. Chị bầu đội này chị rất là may mắn. Chị kinh trễ hơn hai người trước, chị nhận được cái nồi đậu thái. Chị biết húp lẩu không? Rồi rồi, sai rồi, sai rồi, tôi thích luôn. Hai chị mà chơi OBD môi. Trời ơi, bà nói nhỏ, chơi môi thì vui lắm. Nè chị, ở đây có cái bạn này cũng ngọt ướt lắm nè. Rồi, dạ năm vị chủ nhân. Cho chị ý kiến đi, cái món lẩu thái là của Đạt Nguyên thích. Rồi dạ năm vị chủ nhân là nha chị, về chỗ những cái bé này kinh rồi, tịch thu bà. Mà tính vào nữa hả? Còn cái bé này chưa kinh. Xin nhớ đi chị, mình chơi ôm môi vui vẻ nha.